Thưa quý vị, đưa các di sản văn hóa phi vật thể thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, điểm đến hút khách là những nét nổi bật trong dịp lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay. Sở hữu đến 8 di sản văn hóa phi vật thể, Tây Ninh là một trong số ít địa phương có đời sống văn hóa tâm linh đặc trưng tại khu vực Nam Bộ. Các di sản văn hóa được biết đến nhiều nhất tại Tây Ninh phải kể đến như nghệ thuật đơn ca tài tử hay điệu múa chống chờ hay dăm mang đặc trưng văn hóa Khmer. Dịp lễ năm nay, các di sản văn hóa này sẽ được tái hiện sôi động trên đỉnh núi Bà Đen, hứa hẹn thu hút hàng ngàn du khách đến với Tây Ninh để trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc của người Nam Bộ. Trong hai ngày 29 và 30 tháng 4 năm 2023, du khách sẽ được thưởng thức những màn trình diễn đặc sắc nhất của các nghệ nhân đờn ca tài tử ưu tú. Chỉ tính trong 3 tháng đầu năm nay, khu du lịch núi Bà Đen đã hút 2,5 triệu lượt khách đến với Tây Ninh. Với không gian cảnh quan liên tục đổi mới, rực rỡ sắc hoa, khí hậu mát lạnh và các màn trình diễn nghệ thuật bản địa đặc sắc vào các ngày cuối tuần, núi Bà Đen được xem là điểm đến du lịch hàng đầu Nam Bộ trong dịp lễ năm nay.